Anh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 305 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Phong Hối Trung tim khẽ run lên, lúc này Trung Nhạc trên con thuyền đã khởi động thất đạo luân hồi, bí cảnh thứ 7 là trụ quang bí cảnh. Tu vi của hắn ở trụ quang đại đạo tuy không thâm hậu bằng Hạo Dịch Đế, nhưng về mức độ tinh diệu thì lại chỉ hơn chứ không kém. Hắn có được truyền thừa của Phong Thường Dương, lĩnh ngộ về thành tựu về trụ quang đã vượt qua sự nhận thức của thời đại Hạo Dịch Đế. Con thuyền cổ chấn động mạnh, con thuyền cổ xưa biến mất khỏi thời đại này. Bên ngoài con thuyền, thời gian trôi ngược, vô số cảnh tượng quá khứ liên tục hiện lên rồi biến mất. Đồng thời, con thuyền di chuyển trong thời gian bên ngoài con thuyền trôi ngược từng năm, cho dù là Phong Hữu Trung cũng không kìm được động dung mà nhìn Trung Nhạc. Thấy Trung Nhạc thi triển trụ quang bí cảnh, hình thành trụ quang luân, vòng sáng này rất khác biệt. Bí cảnh thứ 7 hoặc bí cảnh khác tạo vòng sáng cắt không gian, còn trụ quang luân thì cắt quá khứ, hiện tại và tương lai. Cũng có nghĩa là trụ quang luân của Trung Nhạc một phần xoay chuyển ở quá khứ, một phần ở hiện tại, một phần thì lại ở tương lai. Khiến trụ quang luân chuyển động về thuyết là có thể thông qua quầng sáng này trở về quá khứ hoặc tương lai. Đương nhiên đó là lý thuyết, còn có thể làm được hay không thì phải xem mỗi người. Lý thuyết thì Trung Nhạc cũng có thể thông qua trụ quang luân tới tương lai để chứng kiến những việc chưa xảy ra. Nhưng nếu vậy thì sẽ có rất nhiều chuyện không thể lường trước được sẽ xảy ra, có thể sẽ khiến cho tương lai thay đổi. Sư đệ, người có chắc sẽ trở về 10 vạn năm trước hay không? Đột nhiên con thuyền cổ chấn động dữ dội, rõ ràng là Trung Nhạc khi điều khiển trụ quang đại đạo đã gặp ám lưu của thời không xuất hiện. Nếp gấp, Phong Hữu Trung nhướng mày hỏi: trước kia người đã trở về quá khứ bao nhiêu giờ chưa? Có rồi. Trung Nhạc tập trung tinh thần, không dám có chút lơ là nói: nhưng đó là tình cờ, bị người khác kéo về quá khứ. Giờ ta chủ động thi chiến trụ quang đại đạo trở về quá khứ thì là lần đầu tiên. Phong Hữu Trung nghẹn lời, một lúc sau thở ra một hơi khí đục, nói nhỏ: người chưa từng thử mà dám liền một lúc trở về tận 10 vạn năm trước sao? Cẩn thận! Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, bỗng hét lên: sắp trở về năm ta sinh ra rồi, có thể sẽ có việc bất trắc xảy ra. Phong Hữu Trung khựng người: sao? Việc bất chắc ư? Đúng rồi, trước lúc đó hắn chưa tồn tại. Hắn trở về thời gian hắn không tồn tại, đúng là khó lường được chuyện gì sẽ xảy ra được. Đang nghĩ thì họ đã trở về nghìn năm trước, tới thời kỳ Trung Nhạc chưa xuất thế. Đúng lúc này, sự chấn động dữ dội truyền tới. Một cái xúc tu khổng lồ bỏ lên con thuyền cổ, khiến cho thuyền nghiêng hẳn. Hai người suýt chút nữa đã bị hất bay đi. Phong Hữu Trung hét lên một tiếng, thần thông bạo phát, biến thành lao giao tiên, cắt cái xúc tu kia. Xúc tu bị hắn cắt đứt và biến mất. Chẳng nhẽ trong thời gian trở về quá khứ lại có sinh vật gì đó hay sao? Hai người có chút hoang mang nhìn về phía sau con thuyền, chỉ thấy có một cái xúc tu của cự thú đang đuổi theo con thuyền. Con cự thú này nhìn giống như bạch tuộc nhưng lại có đầu của Trung Nhạc, cùng hung cực ác vù vù đuổi theo con thuyền cổ. Sao? Đó là... hai người đều sững sờ. Phong Hữu Trung lẩm bẩm nói: sư đệ, trước kia ngươi trở về quá khứ có gặp chuyện này bao giờ không? Không, không gặp. Trung Nhạc quả quyết nói. Rồi họ lại thấy một con thú khác sinh ra trong thời gian, cứ tự nhiên xuất hiện, cũng có xúc tu cua loạn, nhưng đầu lại là Phong Hữu Trung, giống hệt với hắn. Hai con cự thú trong thời gian nhanh chóng đuổi theo họ. Đúng rồi, chúng ta đã đợi thời gian trước khi ta sinh ra. Phong Hữu Trung người khẽ run lên nói:
Sau đó thời không thú tương ứng với ta ứng vận mà sinh ra, tới bắt chúng ta, đuổi chúng ta rời khỏi quá khứ. Tốc độ của hai con cự thú kia vô cùng kinh người, bám giết lấy con thuyền không tha. Phong Hữu Trung lập tức tấn công chúng từ xa, nhưng chúng dường như giết thế nào cũng không chết được. Xúc tu đứt rồi lại mọc ra, đầu nổ tan tành, lại mọc thêm cái khác, giống như bất tử vậy. Ta nhớ lần trước ta trở về quá khứ, đâu có gặp phải việc như thế này. Trung Nhạc kinh ngạc, lẽ nào khi hắn bị người khác kéo về quá khứ thì sẽ không gặp phải thời không thú khó nhằn hay sao? Hắn thi triển trụ quang luân tới cực hạn, thời gian trôi ngược vun vút. Một lúc sau đột nhiên hai người thấy tình hình cổ quái. Họ thấy một con thuyền cổ nghìn cánh khác, trên thuyền là một Trung Nhạc khác cũng đang trở về quá khứ. Trung Nhạc giữ người. Ta trở về quá khứ sao? Việc từ bao giờ vậy? Không, không đúng, không đúng, có lẽ là ta ở tương lai. Hắn há hốc mồm kinh ngạc, muốn hỏi hắn ở tương lai tại sao lại trở về quá khứ, nhưng tiếng nói căn bản không thể chuyển đi được. Hắn ở trong tương lai thấy hắn từ xa vẫy tay ra hiệu. Trung Nhạc sắc mặt cổ quái, hắn vẫy tay với hắn, cảnh tượng này đúng là quái dị khó tin. Rồi hắn thấy con thuyền cổ thứ ba và hắn thứ ba, rồi con thuyền thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy lần lượt trôi qua. Trung Nhạc giận ra gà, những con thuyền cổ từ tương lai xuất hiện đều đang lao đi vun vút trở về quá khứ. Ở tương lai ta đã làm gì vậy? Trung Nhạc ngạc nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi hắn đã thấy hàng vạn con thuyền cổ, hàng vạn hắn từ tương lai đang trở về quá khứ. Trời ạ! Trung Nhạc trợn tròn mắt lẩm bẩm. Phong Hiếu Trung cũng chấn kinh khó tả. Sư đệ, ngươi ở tương lai còn biến thái hơn sao? Hàng vạn con thuyền cổ xuất hiện, cảnh tượng này đúng là vô cùng chấn kinh. Ngay bản thân Trung Nhạc cũng không hiểu tại sao mình lại trở về quá khứ nhiều lần như vậy. Họ trở về quá khứ làm gì vậy? Trung Nhạc cảm giác khó hiểu. Ngươi nên hỏi bản thân ngươi chứ. Phong Hữu Trung cười nói. Ngươi trở về quá khứ làm gì? Trung Nhạc mơ hồ, nhiều hắn về quá khứ như vậy chắc chắn là có đại sự gì đấy. Đương nhiên cũng có thể là hắn trở về quá khứ vì nhiều việc khác nhau. Rốt cuộc là làm gì? Trung Nhạc không hiểu. Những Trung Nhạc đó rõ ràng cường đại hơn Trung Nhạc hiện tại rất nhiều. Những con thuyền cổ dương buồm đi xa, tốc độ vượt xa họ. Rồi Trung Nhạc thấy phía sau là hàng vạn con thời không thú đang truy kích. Cảnh tượng này vô cùng hoành tráng. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đều có phần nghẹn lời. Xem ra không thể cắt đuôi được bọn thời không thú này rồi. Trung Nhạc cố gắng hết sức cho con thuyền cổ tiến về phía trước, tới thời gian 10 vạn năm trước. Nhưng trụ quang luân của hắn cũng có giới hạn. Với tu vi hiện tại thì nhiều nhất hắn có thể cho trụ quang luân cắt vào không gian vạn năm trước, cũng có nghĩa là trở về vạn năm trước. Tiếp tục về quá khứ nữa thì vượt qua khả năng của hắn. Khi con thuyền trở về vạn năm trước, trụ quang luân sau đầu Trung Nhạc đột nhiên đóng lại, rồi lại mở ra, tiếp tục cắt vào thời gian cổ xưa hơn. Hắn hự lên một tiếng, miệng rỉ máu, thời không chấn động khiến hắn suýt chút nữa đã bị trọng thương. Hắn muốn thử cho trụ quang luân trở về thời gian xa xưa hơn, khiến thời gian thời không sao động, tác động lên người hắn, suýt nữa đã đánh bật hắn ra khỏi thời gian vạn cổ. Phong Hữu Trung liều mạng chống lại thời không thú, thực lực hai con cự thú kia tương đương với hắn và Trung Nhạc, đồng thời chống trả hai con cự thú này với hắn là quá sức. Cuối cùng, con thuyền cổ tiếp tục trở về quá khứ. Lúc này, thời không lay động, lại có hai con thời không thú khác xuất hiện đuổi theo con thuyền cổ. Một lúc rất lâu sau, con thuyền cổ tới 2 vạn năm trước, Trung Nhạc làm như cách cũ, lại có hai con thời không thú khác xuất hiện đuổi theo phía sau. Phong Hữu Trung gắng sức chống đỡ thì mới không khiến chúng kéo họ về quỹ đạo chính của thời gian. Mỗi khi Trung Nhạc cố hết sức tới điểm tận cùng của trụ quang luân, tiếp tục thi triển trụ quang luân cắt về thời gian xa xưa hơn, liền tự động xuất hiện thời không thú, mới khiến số lượng thú đuổi sau thuyền họ ngày càng nhiều hơn. Đó là dị tượng hình thành khi thời gian gãy đoạn. Trung Nhạc đóng mở trụ quang luân dừng ở thời đại cổ. Ở thời đấy hắn chưa sinh ra, nhưng hắn lại tồn tại. Ở tương lai trở về quá khứ lại thi triển trụ quang luân trở về quá khứ xa xưa hơn nữa, vì thế xuất hiện thời không thú mới. Đến khi Trung Nhạc đóng mở trụ quang luân lần thứ 10 thì thời không thú truy sát đằng sau đã tới 20 con, đều có đầu của Trung Nhạc và Phong Hữu Trung, vô cùng quỷ dị. Phong Hữu Trung chống đỡ những con thú đấy, lúc này cũng phải thổ huyết, toàn thân đầy là vết thương, mấy lần suýt chút nữa đã chết ở quá khứ.
Trung Nhạc thì cũng chịu tác động từ chấn động thời gian đến trọng thương. Hai người thở hồng hộc, có cảm giác kiệt sức. Một lúc lâu sau, con thuyền cổ cuối cùng cũng tới 10 vạn năm sau, tới tận cùng của trụ quang luân. Trung Nhạc cũng cảm thấy mình không thể chịu nổi tác động một lần nào nữa. Thời đại này có lẽ trước khi Hắc Đế thi triển lời nguyền phong ấn huyết mạch. Trung Nhạc nhổ ra một ngụm máu đen, nhìn quanh nhận biết phương vị, rồi điều khiển con thuyền cổ lao đi. Chúng ta tới đệ nhất lục đạo giới, không biết thời đại này luân hồi đại thánh đế đã qua đời hay chưa. Theo như Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung biết, thì sau khi giới đế của đệ nhất đạo lục giới là luân hồi đại thánh đế chết đi, Hắc Đế phá sọ của bàn cổ đạo nhân ở lục đạo giới ra ngoài, huyết tế đệ nhất lục đạo giới, biến thành lời nguyền phong ấn huyết mạch. Muốn biết chân tướng khi Phong Hiếu Trung thoát khỏi lời nguyền Hắc Đế, thì cách tốt nhất không gì khác chính là đích thân trở về xem hắn làm như thế nào để mà thoát được. Con thuyền cổ phá không lao đi. Thời đại này vẫn là khi phục khi thần tộc huy hoàng nhất. Tuy chủ lực của thần tộc bị phục kích trên đường hộ tống linh cữu Phục Mân đạo tôn, nhưng phục khi thần tộc vẫn là thần tộc cường thịnh nhất thời đại đấy. Trong thần tộc không chỉ có một vị đế. Phục Thương Thái Tử trở thành lãnh tụ phục khi thần tộc, người nắm giữ lục đạo thiên luân cũng là một vị đế. Còn có Phục Khi Thị Thập Bộ cũng đều là cường giả cường đại. Còn có Tam Đại Thiên Thư chấn thế, khiến những kẻ đáng sợ không dám quyết liệt với Phục Khi thần tộc. Đáng tiếc cho thời đại này. Trung Nhạc thở dài. Ở phía sau, thời không thú vẫn đang đuổi giết không buông. Làm thế nào để thoát được chúng? Hắn thật sự đau đầu. Chắc chắn có cách để thoát khỏi bọn thời không thú này. Ví dụ như Hạo Dịch Đế cũng từng tới tương lai, quá khứ. Hắn không hề bị chúng quấy rối. Hơn nữa Trung Nhạc mấy lần tình cờ trở về quá khứ cũng không gặp thời không thú. 2 năm sau, cuối cùng con thuyền cổ cũng tới đệ nhất lục đạo giới. Vừa mới tới nơi thì đệ nhất lục đạo giới rung chuyển, sụp đổ. Trong thiên đình, vô số thần ma đang thối rữa, huyết nhục bốc hơi, bị huyết tế bởi pháp lực vô biên của Hắc Đế. Lời nguyền của ta. Một tiếng nói oang oang vang lên. Nguyền rủa phục khi thần tộc, đời đời kiếp kiếp, huyết mạch phong ấn không thể giải khai. Lời nguyền sẽ theo huyết mạch mãi mãi, vũ trụ hủy diệt cũng không thể giải ấn được. Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung chấn kinh, nhìn theo hướng của tiếng nói phát ra, kêu nhỏ. Là Hắc Đế. Tiên Thiên Hắc Đế đứng sừng sững, đứng trên thiên đình đang sụp đổ, quanh người bao trùm bởi bóng đen vô tận. Vô số thần ma trong thiên đình của đệ nhất lục đạo giới chỉ nháy mắt đã biến thành xương khô. Tiếng trống vang lên, tiếng trống vọng tới mọi ngóc ngách của một đạo tinh hà. Tất cả sinh linh ở hàng trăm triệu vạn tinh cầu đều nổ tung thành bụi máu mà chết. Cả dòng tinh hà thu nhỏ lại, biến thành năng lượng khủng bố, theo lời nguyền của Tiên Thiên Hắc Đế, biến thành lạc phong ấn huyết mạch in dấu trong cơ thể phục khi thần tộc. Loại lời nguyền này sẽ không tác dụng lên phục khi đã xuất thế, mà có tác dụng lên tử tôn hậu đại của họ, lưu truyền theo huyết mạch, phong ấn càng thêm sâu theo từng đời. Tới đời Trung Nhạc thì gần như đã phong ấn hoàn toàn huyết mạch phục khi. Ngoài lời nguyền Hắc Đế còn có một tầng lời nguyền nữa, đó là lời nguyền phàm huyết. Trung Nhạc ánh mắt lay động, nhìn ra xung quanh tìm kiếm dấu vết của người giao lời nguyền. Kẻ đó là đạo thần, còn cao minh hơn nhiều so với Hắc Đế. Khi Hắc Đế ra lời thề thì hắn cũng nguyền rủa phục khi thần tộc, đẩy mọi tội ác lên người Hắc Đế, còn hắn thì nằm ngoài sự việc. Hắc Đế trước giờ vẫn không thoát được đạo thân để thành đạo thần, có lẽ liên quan tới việc này. Nhìn từ góc độ nào đấy thì Hắc Đế cũng là bị ám toán, luôn bị giữ chân trong cảnh giới viên mãn của đế cảnh, không thể thoát được đạo thân, đã bước ra bước cuối cùng. Hắn buộc phải tìm cách khác, muốn thôn phệ Mục Tiên Thiên, còn định đoạt lấy sinh mệnh của thụ, tốn không ít tâm cơ, nhưng vẫn chưa thành công được. Đương nhiên với việc này thì Trung Nhạc chỉ có thể nói là đáng đời. Nếu giải phong ấn, hồn phách sẽ gặp ta. Tiếng Hắc Đế vừa dứt, lời nguyền phong ấn huyết mạch hoàn thành. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung căng thẳng. Giờ chính là lúc quan trọng nhất. Khi đấy Trung Nhạc hai lần bị lời nguyền huyết mạch kéo về 10 vạn năm trước, đều chưa từng được thấy việc đã xảy ra sau khi lời nguyền được hoàn thành. Giờ cuối cùng hắn cũng được tận mắt chứng kiến, hiểu được Hắc Đế sau khi nguyền rủa tốt rốt cuộc đã làm thế nào để cắt một đoạn thời gian của bản thân phong ấn ở 10 vạn năm trước. Hai người mở to mắt, chỉ thấy 6 quầng sáng sau đầu Tiên Thiên Hắc Đế xoay chuyển, cắt tầng tầng lớp lớp không gian có đệ nhất lục đạo giới vô cùng ngay ngắn. 5 không gian biến thành bí cảnh vì hắn cất giấu đi. Tiên Thiên Hắc Đế thi triển trụ quang đại đạo, cắt một đoạn thời gian của tự thân. Hai người lập tức nhìn thấy hai vị Hắc Đế. Cả hai đều chấn động,
hắc đế thứ hai đi vào một bí cảnh, rồi lại có một hắc đế nữa xuất hiện đi vào bí cảnh khác, rồi tới hắc đế thứ tư, thứ năm. Tiên thiên hắc đế không ngừng cắt tự thân, dùng thời gian nghìn năm cắt tương lai của mình thành năm phần, lần lượt phong ấn ở năm bí cảnh. Cuối cùng hắc đế biến mất. Trên con thuyền cổ, Trung Nhạc và Phong Hữu Trung sững sờ trợn mắt. Hắc đế cắt tương lai nghìn năm của mình phong ấn trong không gian độc lập của 10 vạn năm trước. Thủ đoạn này có lẽ là cực hạn của trụ thanh trụ quang huyền kinh, thậm chí ngay cả Hạo Dịch đế cũng chưa từng làm được điều này. Nhưng hắn cắt đi tương lai nghìn năm của chính mình đúng là đủ ác. Hắn hiện thân trở lại có lẽ là nghìn năm sau. Trong thời gian đó, hắn bị linh của Phục Vân Đạo Tôn nhập vào Trung Nhạc đánh cho trọng thương, khiến hắn phải ngủ vùi 10 vạn năm. Ác hơn đó là hắn phong ấn thời gian của chính mình, chế tạo ra năm hắc đế. Cho dù có người thoát được một lần thì cũng không thể thoát lần thứ hai, huống hồ còn có lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đến tận giờ Trung Nhạc mới liên tưởng lại hàng loạt sự kiện đấy, hiểu được ngọn nguồn ở bên trong. Ngay khi hắn tưởng đã kết thúc thì đột nhiên một đạo quang ảnh từ trên trời lao xuống. Không gian bí cảnh thứ 6 được hình thành. Trong quang ảnh đó bước ra một quang ảnh khác, bước vào trong không gian bí cảnh thứ 6. Tầng phong ấn thứ 6. Trung Nhạc kêu lên thất thanh. Đúng lúc này, quang ảnh kia dường như cảm nhận được điều gì, nhìn sang phía này, rồi một bàn tay thỏ ra tóm về hướng con thuyền cổ. Nguy rồi! Trung Nhạc và Phong Hữu Trung sắc mặt kịch biến, cùng hét lên: cháy, mau cháy! Nói cũng lạ, trở về quá khứ cùng lắm là bị cảm chi chứ không thể bị nhìn thấy, nhưng kẻ trong quang ảnh kia dường như lại thấy được họ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào họ. Khi bàn tay đó thỏ ra, Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đều cảm nhận được không gian và thời gian đều đang tan vỡ. Bàn tay kia từ trong thời gian không gian thỏ ra, bàn tay bao trùm cả con thuyền, khiến con thuyền có vẻ như rất nhỏ bé. Đây là thần thông gì, là thủ đoạn gì đây? Nếu vị này bắt được họ, giết chết họ thì không phải hắn có thể giết người từ tương lai hay sao? Quy tắc thời không là không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi tương lai. Vị trong quang ảnh kia nếu giết họ ở quá khứ thì chắc chắn họ sẽ chết ở đây, không còn tồn tại nữa. Bàn tay đó hung hăng thò tới khiến cho họ không còn lối thoát. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung lần đầu tiên lại gặp phải kẻ đáng sợ như vậy. Ngay cả hai cường giả gần với đế cảnh như họ cũng không có bất cứ khả năng phản kháng nào. Đạo thần có sức mạnh cường đại tới vậy sao? Phong Hữu Trung mắt phát sáng. Nhìn thấy biểu hiện đấy, Trung Nhạc liền biết vị sư huynh này của mình đang định làm cái gì. Phong Hữu Trung lúc này có lẽ muốn nhốt vị đạo thần này trong Linh Ngọc Cung để từ từ nghiên cứu. Cũng chỉ có loại đạo sĩ như Phong Hữu Trung thì mới suy nghĩ tới việc nghiên cứu trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này. Con thuyền cổ toàn lực phi hành, nhưng thực sự không thoát nổi bàn tay đấy. Phong Hữu Trung dùng hết tu vi pháp lực định chống đỡ bàn tay kia, chưa biết chừng lại chạy thoát được. Đột nhiên quầng sáng sau đầu Trung Nhạc chuyển động, thời gian bỗng lao đi vun vút. Phong Hữu Trung khựng người, lập tức hiểu Trung Nhạc đang thi triển trụ quang luân, từ quá khứ tiến về phía trước, không tránh được thần thông của vị đạo thần kia, vậy thì rời khỏi điểm thời gian này. Chỉ cần rời khỏi điểm thời gian này tới tương lai của quá khứ thì có thể tránh được. Uỳnh uỳnh, chấn động ác liệt truyền tới. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung quay lại nhìn thì thấy bàn tay đó thò tới tận tương lai, tiếp tục tóm về phía họ. Hai người nổi da gà, cường đại, thực sự là quá cường đại. Vị trong quang ảnh kia lại có thể can thiệp tới tình hình ở tương lai, thò tay từ quá khứ tới tương lai. Thần thông của hắn thật sự không thể tin nổi. Cho dù là đại tư mệnh cũng không làm được điều này, đúng không nào? Trung Nhạc thầm suy nghĩ. Hắn điên cuồng thi triển trụ quang luân tiếp tục tiến về phía trước, nhưng bàn tay kia vẫn luôn theo sát sau. Cùng lúc đấy, vô số thời không thú xuất hiện, cũng truy đuổi con thuyền, tình huống như đổ thêm dầu vào lửa. Bàn tay đó xuyên qua không gian, chạm tới thời không thú là khiến chúng tan thành tro bụi, cường đại tới mức đáng kinh ngạc. Ngay cả Phong Hữu Trung nhìn cũng chố mắt. Bàn tay đó xuyên qua không gian, chạm tới thời không thú là khiến chúng tan thành tro bụi, cường đại tới mức đáng kinh ngạc. Ngay cả Phong Hữu Trung cũng phải chố mắt. Bàn tay đó sắp tóm được con thuyền, đột nhiên bàn tay đó lại gãy đôi, không biết bị thứ gì chặt gãy. Bàn tay gãy đó dừng lại, vù một tiếng, bay lên rồi biến mất. Trên con thuyền, Trung Nhạc sững người, thầm khó hiểu. Sư huynh, có thấy thứ gì chặt gãy bàn tay đó hay không? Phong Hữu Trung ánh mắt lay động, lắc lắc đầu. Ta cũng không nhìn rõ, nhưng bàn tay đó bị chặt đứt là chuyện tốt với chúng ta. Trung Nhạc gật đầu, thở phào, có thể vượt qua thời gian truy sát người từ tương lai. Loại thần thông này thực sự không tin nổi.
nhưng vượt thời gian kích sát người ở quá khứ thì không có khả năng làm. Trừ phi có thể nhất thống thời gian, biến thành thời không đại luân hồi thì mới có thể. Thời không đại luân hồi chỉ là một loại tưởng tượng của hắn, không ai biết liệu có thể hiện thực hóa nó được hay không. Trong quang ánh, có lẽ là một vị đạo thần. Đạo thần có hạ giới được không đấy? Trung Nhạc nghi hoặc hỏi. Kẻ đặt tần phong ấn thứ 6 lên phục khi huyết mạch có lẽ chính là đạo thần. Nhưng có lẽ hắn không phải người đã xóa bỏ ký ức 10 vạn năm trước của Phong Hiếu Trung. Hai người trở lại. Thời gian Hắc Đế phát lời nguyền phong ấn huyết mạch, tránh thời điểm vị đạo thần kia xuất hiện. Lần này không có thể không thú truy kích, cũng coi như gặp phải gặp phúc trong họa. Phong ấn 6 không gian độc lập, một trong số đó là Hắc Đế phải đối diện khi giải khai tầng phong ấn đầu tiên. Sư huynh, huynh gặp vị Hắc Đế đó ở không gian độc lập đấy. Hai người điều khiển con thuyền tới 6 thời gian không gian bị phong ấn ở 10 vạn năm trước. 6 thời không này mãi mãi lưu lại ở 10 vạn năm trước. Trong thời gian 1 năm, 6 thời không này lần lượt biến mất, dừng lại trong dòng chảy lịch sử. Chúng tồn tại ở quá khứ, muốn tìm được chúng ở hiện tại là không thể, chỉ có thể về quá khứ mới tìm được 6 thời không độc lập này. Nếu giải phong ấn, hồn phách gặp ta. Câu này cũng có nghĩa là những nhân tộc giả lời nguyền phong ấn huyết mạch của Hắc Đế, linh hồn tới 5 không gian độc lập này đều là gặp Hắc Đế trong 1.000 năm này. Mỗi không gian độc lập đều phong ấn bóng dáng Hắc Đế trong 200 năm. Chỉ cần đợi 200 năm ở đây thì chắc chắn có thể thấy rốt cuộc là ai đã vào thời không độc lập đầu tiên của Hắc Đế cứu Phong Hữu Trung ra, đồng thời phong ấn đoạn ký ức đó của hắn lại, khiến cho hắn mỗi khi nhớ lại sẽ rơi vào trong trạng thái điên cuồng. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung lặng lẽ đợi ở bên ngoài không gian độc lập đầu tiên. Thời gian dần trôi, hai người chờ là chờ liền 200 năm. Đột nhiên bầu trời biến dạng, Trung Nhạc và Phong Hữu Trung tinh thần đại chấn, nhìn nhau trong lòng linh cảm. Tới rồi. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số vết thương đầy máu. Chúng giống như huyết nhục thực sự đang chảy máu. Rồi những vết thương đó di chuyển, dường như có một con quái vật khổng lồ đang di chuyển, nhưng không nhìn thấy được nó, vô cùng quỷ dị. Những vết thương này di chuyển về phía không gian độc lập đầu tiên. Một lát sau, vết thương trên bầu trời lần lượt biến mất. Rõ ràng con quái vật không nhìn thấy kia đã chân vào không gian độc lập đầu tiên của Hắc Đế. Trung Nhạc chấn kinh. Thiên sao? Chữ đó vừa thốt ra thì bầu trời rung chuyển. Mi mắt khổng lồ mở ra, lộ ra con mắt khổng lồ đáng sợ, nhìn về hướng con thuyền cổ, dường như có cảm ứng đặc biệt với chữ này. Quầng sáng sau đầu Trung Nhạc xoay chuyển vù vù, soạt một tiếng, đưa cả con thuyền cổ liền biến mất. Thật nguy hiểm. Trung Nhạc thở ra một hơi khí độc, định thần lại cho con thuyền cổ trở về thời gian của mình. Thời gian trôi qua vun vút bên ngoài con thuyền. Hai người trên thuyền đều trầm mặc, mỗi người một suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Phong Hữu Trung nhấn mạnh từng chữ nói. Thiền ư, một kẻ tế tự tiên thiên thần, cứu ta khỏi tay Hắc Đế, xóa bỏ đoạn ký ức đó của ta là vì cái gì? Trung Nhạc suy nghĩ nói. Có thể là bày trận giữ ngươi lại đối phó với Hắc Đế, cũng có thể hắn cần ngươi, chỉ là việc này thì liên quan gì tới cái chết của Tố Tâm Tàu Tàu đấy. Thiên bày trận từ 10 vạn năm trước cứu và xóa bỏ ký ức của Phong Hữu Trung, khiến hắn chỉ cần nhớ lại 10 vạn năm trước là sẽ rơi vào trong trạng thái điên cuồng. Đây có thể là thủ đoạn để khống chế Phong Hữu Trung. Hắn cứu Phong Hữu Trung đúng là có thể để đối phó với Hắc Đế. Sau khi Phong Hữu Trung trưởng thành, chắc chắn sẽ hạ thủ với Hắc Đế, nhưng vẫn chưa giải thích được cái chết của bản Tố Tâm. Cái chết của nàng ấy có liên quan tới khiên thiên hay không đây? Thiên giết bản Tố Tâm thì có lợi ích gì? Sư huynh, Tố Tâm Tẩu Tẩu bao nhiêu tuổi vậy? Trung Nhạc bỗng hỏi. 927 tuổi. Phong Hữu Trung đáp. Còn vị Tẩu Tẩu kia thì sao? Tẩu ấy qua đời ở tuổi bao nhiêu? Phong Hữu Trung run lên nhìn hắn, giọng khàn đi. Nàng ấy đã qua đời 930 năm rồi. Ta hiểu ý của ngươi, họ không phải cùng một linh hồn. Có phải hay không thì nhìn sẽ biết thôi. Thời gian hoài thai Tố Tâm Tẩu Tẩu là 928 năm trước. Trung Nhạc tính toán một lúc, đột nhiên rất nhiều con thuyền cổ nghìn cánh xuất hiện. Hàng vạn con thuyền dương buồm lướt qua bên cạnh thuyền của họ, tiến về tương lai. Ở trên thuyền, Trung Nhạc lại thấy vô số hắn của tương lai từ quá khứ tiến tới tương lai, khiến Trung Nhạc chố mắt nhìn, trong lòng khó hiểu. Nhiều ta trở về quá khứ như vậy làm gì đấy? Sao lại trở về rồi? Con thuyền cổ khẽ chấn động, dừng lại ở quá khứ, giờ là 932 năm trước.
Con thuyền cổ rời khỏi đệ nhất lục đạo giới, tiến về vũ trụ cổ. Phong Hữu Trung nhìn bên ngoài thuyền, lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều. 3 năm sau, con thuyền cổ tới trung tâm vũ trụ cổ rồi chìm xuống vào trong vùng đất thư vô minh mông. Rồi 1 năm sau, con thuyền cổ đưa họ tới luân hồi táng khu. Thời gian còn có nơi thế này sao? Phong Hữu Trung kinh ngạc, có vẻ hứng thú cảm nhận thiên địa đại đạo kỳ lạ ở đây. Cơ bản thì đại đạo thần thông ngoại giới đều không thể thi triển được, không có bất cứ uy năng gì. Điều khiến hắn hứng thú hơn đó là nơi này là nơi các linh hồn đã chết tập trung, vô số mảnh vỡ linh hồn đáp ở đây tạo thành một táng khu. Trung Nhạc thi triển đại lục đạo luân hồi, lái con thuyền cổ tới tầng trùng thiên thứ 5 của táng khu, Đại Xích Ma Vương Thiên, gặp Đại Xích Ma Vương. Đại Xích Ma Vương giống như không có giác quan gì, căn bản không phát hiện ra họ. Đại Xích Ma Vương có một cây hoàn hồn thất thảo hương, cây thánh dược này kết ra một loại quả kỳ diệu có tên hoàn hồn châu. Trung Nhạc nói với Phong Hữu Trung, hoàn hồn châu có thể tập trung lại tàn hồn, tàn phách khi hồn tiêu phách tán, tạo lại hồn phách giúp sống lại. Giờ hoàn hồn thất thương tháo đã ở trong tay ta, bị ta lấy cắp mất rồi. Nhưng hoàn hồn châu thì đã có kẻ lấy dùng mất rồi. Ta vốn tưởng là Đại Xích Ma Vương dùng, nhưng giờ nghĩ lại thì có thể là kẻ khác kìa. Phong Hữu Trung người khẽ run lên, lập tức hiểu tại sao Trung Nhạc lại trở về hơn 900 năm trước. Khi đấy, vợ trước của hắn mới qua đời không lâu, hồn tiêu phách tán, và trong luân hồi táng khu còn bản tố tâm chưa ra đời. Giữa bản tố tâm và vợ trước của hắn rốt cuộc có mối liên hệ gì? Tại sao khi hắn gặp bản tố tâm thì lại bị nữ tử này ảnh hưởng, nguyện từ bỏ mọi thứ để mà theo nàng? Giờ có lẽ sắp có câu trả lời rồi. Phong Hữu Trung người run lên khó kìm lại. Trung Nhạc thế vậy thầm thở dài, nhưng không lên tiếng an ủi hắn. Cường đại như Phong Hữu Trung cũng có lúc mềm yếu. Hắn là tiên nhân trong mắt Trung Nhạc, là người không gì không biết, không gì không thể. Nhưng giờ hắn cũng bị tình cảm ảnh hưởng như những người bình thường khác. Thiên nhân không gì không biết, không gì không thể, nhưng cũng chỉ là một con người, cũng có nhược điểm trong tình cảm. Tại sao thiên lại muốn xóa bỏ mặt nhân tính của Phong sư huynh đấy? Trung Nhạc không hiểu. Một lúc lâu sau, bầu trời của tầng trời thứ 5 táng khu dần dần thay đổi. Trên bầu trời xuất hiện vô số vết thương rạch tan bầu trời, khiến trời xanh chảy máu. Đại Xích Ma Vương sắc mặt đại biến, vội vàng chạy ra khỏi cung điện, cúi lại bầu trời đang chảy máu. Dao động thần thức bí ẩn lan tỏa truyền vào đầu Đại Xích Ma Vương. Đại Xích Ma Vương gật đầu lia lịa, rồi lại do dự một chút, cuối cùng vẫn nghiến răng gật đầu, rồi lấy ra cây hoàn hồn thất thương thảo. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung trầm mặc. Một luồng năng lượng nâng hoàn hồn thất thương thảo lên, hoàn hồn châu trên cây tự động rụng xuống. Trong táng khu, vô số mảnh vỡ linh hồn bay tới, hoàn hồn châu nổ tung thành năng lượng kỳ diệu, khiến những linh hồn đó nối liền lại. Không lâu sau, họ thấy linh hồn của bản tố tâm, chỉ là linh hồn này trắng trơn như tờ giấy trắng, không có ký ức của kiếp trước. Khi linh hồn nàng tái tạo lại thì thiên không trả lại ký ức cho nàng. Hồn phách của nàng hiện giờ là một hồn phách hoàn toàn mới, nhưng được sinh ra từ tàn hồn, tàn phách của vợ trước Phong Hữu Trung. Nàng có điểm khiến Phong Hữu Trung mê đắm, đó là nơi Phong Hữu Trung gửi gắm tâm hồn. Rồi hồn phách của bản tốt tâm đi mất, có lẽ là được thiên đưa đi tới bản kê thị Thiên Hà Chi Châu ở Tử Vi Thiên Hà, cho nàng đầu thai chuyển thế. Trung Nhạc giữ người, ngay từ ban đầu đây đã là kế hoạch vạch sẵn. Thậm chí ngay việc Trung Nhạc vô tình gặp bản tố tâm cũng trong kế hoạch. Cả cái chết của bản tố tâm cũng được sắp xếp từ trước, kế hoạch mà thiên đã bày ra. Bản tố tâm, Trung Nhạc, Phong Hữu Trung đều là quân cờ trong ván cờ của thiên. Thiên thao túng sự sống chết và hướng đi của quân cờ để đạt được mục đích của hắn. Vậy còn Phong Vô Kỵ thì sao đấy? Thân thể của hắn run lên. Phong Vô Kỵ tự xưng môn sinh của thiên, quan hệ rất tốt với Bích Lạc Cung, thậm chí còn nói mây nấy gió với những thế lực cổ xưa ở vũ trụ cổ, đầu đầu cũng nể mặt hắn. Lẽ nào Phong Vô Kỵ cũng là quân cờ của thiên hay sao? Thiên giữ lại Phong Vô Kỵ còn có tác dụng gì? Con thuyền cổ chấn động tiến về thiên đình tinh vực vũ trụ cổ, rồi trở lại thời gian bình thường. Hai người trên thuyền đều tâm sự nặng trĩu. Giờ hoàn hồn thất thương thảo vẫn đang ra hoa, hoàn hồn châu còn chưa có, họ không thể thu nhập tàn hồn của bản tố tâm để hồi sinh nàng được. Hơn nữa, bản tố tâm từng dùng hoàn hồn châu có thể hồi sinh một lần, lần thứ hai còn có tác dụng không đây? Sư huynh, muốn về tòa thần thành ở bên Thủy Tử Vi xem sao không? Trung Nhạc bỗng hỏi. Phong Hữu Trung lắc đầu. Không cần, đợi Âm Thiếu Khang trở về rồi tính.
Âm Tiếu Khang trở về thiên đình có lẽ phải mất vài năm. Hắn đem theo thi thể của những sinh linh bên cạnh bản tố tâm trở về, có lẽ có thể tìm được manh mối gì từ đó, xem rốt cuộc bản tố tâm chết trong tay Kim Thiên Đế, Bạch Nha Thiên Đế hay là còn một kẻ khủng bố khác ngấm ngầm giết nàng. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung trong lòng đã có suy đoán, tin tức mà Âm Tiếu Khang đem về chỉ khẳng định điều họ nghĩ sẽ không thay đổi gì. Trong Linh Ngọc Cung của ta... Phong Hữu Trung sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ, ngữ khí cũng bình tĩnh đáng sợ. Phải để lại hai vị trí rồi. Trung Nhạc tinh thần chấn động, Phong Hữu Trung không bị suy sụp mà lại có thêm đấu trí, đây là việc tốt. Thiên nhân không bị khủng bố đánh ngã, không bị bi thương hạ gục, sức mạnh còn nhiều hơn trước. Sư đệ. Phong Hữu Trung trầm mặc một lúc mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Trung Nhạc khựng người, bỗng cười lớn, cười tới nước chảy nước mắt. Phong Hữu Trung cảm ơn hắn, đây đúng là lần đầu tiên. Trước kia hắn và Phong Hữu Trung đều là giao dịch, cho dù hắn có tặng công pháp gì tốt hay gửi vật mẫu giải phẫu cho Phong Hữu Trung thì Phong Hữu Trung cũng sẽ đáp lại bằng lợi ích tương đương, chưa từng nói cảm ơn, chưa từng đòi hắn điều gì. Nhưng giờ Phong Hữu Trung nói cảm ơn hắn, đây là một loại cảm giác công nhận, sự công nhận của tộc nhân, của thân nhân. Phong Hữu Trung chưa từng có cảm giác công nhận chủng tộc này, cuối cùng giờ cũng đã có. Tại tinh vực Thiên Đình, con thuyền cổ trở về thời gian khi họ rời đi, từ khi con thuyền biến mất cho tới khi trở lại cũng chỉ là một khoảnh khắc, nhưng họ đã trải qua hơn 200 năm, trong dòng chảy thời gian thấy được vô số lịch sử đã biến mất. Mọi người ở đây, bao gồm Dương Hầu, Kim Ô, Mục Tiên Thiên, Táng Linh, đến dự hội đều không biết khoảnh khắc đó họ đã trải qua những gì. Thế gian này có rất nhiều bóng tối và khổ nạn, có người bị đánh gục không bao giờ vực dậy được, có người lại đứng dậy càng ngang nhiên hơn. Đại hội tương lai lần này náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều, cường giả tới đông hơn, trận đấu giữa Trung Nhạc và Phong Hữu Trung càng đặc sắc hơn, chấn kinh càn khôn. Hơn nữa, lần này còn có chư đế, càng thêm náo nhiệt, thậm chí có cường giả của Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị hơn hẳn hai lần đại hội trước. Mọi người giao lưu tập trung sở trường của mọi người, ai ai cũng có thu hoạch lớn, thậm chí trong thời gian diễn ra đại hội còn có người có cảm ngộ, rơi vào trong trạng thái ngộ đạo, trực tiếp mở ra bí cảnh thứ 7, không cần thánh dược, không cần đế cấp hộ pháp, khiến người khác cũng phải ngưỡng mộ. Hai tên khốn Mục Tiên Thiên và Kim Điểu Nhi cũng tới đây, khiến người ta muốn gây chút loạn cho tiểu tử thối cũng không được. Dương Hầu Ma Đế thở dài, rất là không vui. Ngoài hắn ra, Mục Tiên Thiên cũng không có cơ hội khiêu khích Trung Nhạc. Dù sao bên cạnh Trung Nhạc cũng có đầy cao thủ, huống hồ còn có một Táng Linh Thần Vương, không biết mục đích ở đây khiến nàng ta rất dè chừng. Bên cạnh Trung Nhạc còn có một vị đế cấp đáng sợ, nam tử có tên Phong Hữu Trung kia khiến nàng thấy nổi da gà. Đường đường là thiên đế mà lại bị một nhân tộc khiến cho nổi da gà, nhưng Mục Tiên Thiên đúng là cảm thấy trung niên nam tử này vô cùng nguy hiểm. Kim Thiên Đế đã chết, Tứ Ngự thiếu mất một, thanh danh nàng ta bị đả kích rất mạnh. Giờ dù thế nào nàng cũng không thể tuyên bố Trung Nhạc chính là phục hy được. Đại hội lần này thành công hơn hai lần trước kìa. Âm Tiền Huyên cười với Trung Nhạc, Trung Nhạc mỉm cười tiễn các vị khách rời đi. Đây cũng là kết quả các thế lực kiềm chế lẫn nhau. Trong số khách tới đây, Táng Linh Thần Vương là mạnh nhất, nhưng gặp chư đế thì cũng không dám ngang ngược. Những người khác cũng biết thân phận Táng Linh, càng không dám ngang ngược, vì thế đại hội lần này mới thành công như vậy. Cô Hồng Tử bay tới đáp xuống nói, sư đệ nguy rồi, cái tên ngốc Kình Thiên đánh nhau với Nhân Hoàng rồi. Trung Nhạc cảm giác đau đầu, sao Hình Thiên lại gây chuyện gì vậy, người đâu dẫn họ tới đây cho ta. Hình Thiên và Hiên Viên bị dẫn tới. Trung Nhạc nhìn Hiên Viên bị đánh cho sưng vêo mặt mày, vô cùng thê thảm. Thiếu niên đầu to chỉ Hiên Viên cao giọng nói, Viêm Hoàng đối xử với ta như thân tử, ta không thừa nhận hắn là Nhân Hoàng. Hắn có bản lĩnh gì mà cái thừa vị trí của Viêm Hoàng đấy. Trung Nhạc nhíu mày, giờ Hình Thiên là thống soái đại quân thần nhân nhân tộc, là tướng giỏi đắc lực nhất của Viêm Hoàng Khương Nghi Lão. Khương Nghi Lão còn gọi là Khương Nghi Kỳ, có thể nói là người duy nhất đối đãi tốt với nó mà không có bất cứ mục đích gì. Vì thế Hình Thiên đối đãi với Khương Nghi Kỳ như cha ruột vậy. Hình Thiên phải chịu không ít khổ trong tay Phong Hiếu Trung, còn Trung Nhạc tuy là thúc phụ nhưng cơ hội gặp mặt lại rất ít, lần nào cũng vội vội vàng vàng. Chỉ duy nhất Khương Nghi Kỳ là người đầu tiên đối xử tốt với hắn, toàn tâm toàn ý với hắn. Vì thế Hình Thiên rất cảm ơn, trung thành tuyệt đối với Khương Nghi Kỳ. Khương Nghi Kỳ cũng yên tâm để hắn thống lĩnh đại quân thần nhân của nhân tộc.
giờ Khương Nghi Kỳ đã bị Mục Tiên Thiên hạ độc chết. Tướng lĩnh nhân tộc đều tín phục Hình Thiên. Trung Nhạc đón Hiên Viên tới, không biết ai loan tin Hiên Viên kế vị Nhân Hoàng, nên Hình Thiên động nộ, tìm được Hình Thiên là đánh tới tấp. Tuy Hiên Viên là vô địch ở Tổ Tinh, thế nhưng dù sao Tổ Tinh cũng thiếu tài nguyên, công pháp ít ỏi. Cho dù Hiên Viên được Tổ Long đón tới hư không giới, từ đó vào Cổ Lôi Trạch giới, trải qua lịch luyện, thực lực đại tăng. Cho dù Kiếm Môn, môn chủ Phù Kỳ Chi mở đế lăng của Luân Hồi Đại Thánh Đế, có được truyền thừa của Luân Hồi Đại Thánh Đế, khiến cho đạo pháp thần thông của Tổ Tinh tiến bộ vượt bậc. Nhưng dù sao, Hình Thiên cũng là một tạo vật chủ, một nửa tiên thiên ma thần. Đối mặt với hắn, Hiên Viên chỉ có nước chịu đánh mà thôi. Trung Nhạc hắng giọng nghiêm nghị nói: "Hắn là nhân tộc kế nhiệm do đích thân Viêm Hoàng lựa chọn, lời Viêm Hoàng ngươi cũng không nghe hay sao?" "Viêm Hoàng không đời nào lại chọn hắn ta quá yếu." Hình Thiên phẫn nộ nói: "Ngay một chiêu của ta cũng không có đỡ được thì sao làm được Nhân Hoàng đây?" Trung Nhạc quát lên: "Hình Thiên, ngươi gây chuyện đủ rồi đấy. Nhân tộc có đông đảo đế quân, Phù Lê, Phù Viêm Sơn, Phù Kỳ Chi, Phù Sơn, Phù Liệt, có ai là hơn Hiên Viên cả trăm lần không? Ngươi có biết tại sao không để cho Phù Lê bọn họ làm Nhân Hoàng hay không? Vị trí Nhân Hoàng, những vị đế quân đó còn không lên tiếng, đến lượt ngươi chỉ đạo hay sao?" Hiên Viên ngượng ngùng xấu hổ, hắn có thể nói là vô địch cả Tổ Tinh, nhưng tới ngoại giới mới biết ngoại giới rộng lớn như thế nào, cường giả nhiều ra sao. Đúng là hắn không phải cường giả mạnh nhất nhân tộc, đừng nói Phù Lê, ngay cả những thần hoàng tạo vật chủ ở Tinh Hồng Bảo, hắn cũng không phải là đối thủ của họ. Hình Thiên cứng đầu nói: Tại sao lại không chọn Phù Lê tướng quân? Nếu hắn là Nhân Hoàng, ta phục kìa. Trung Nhạc thản nhiên nói: "Ta lựa chọn lãnh tụ cho nhân tộc, không phải chọn người mạnh nhất. Nếu chọn người mạnh nhất thì ta làm Nhân Hoàng luôn, không phải xong sao?" Hiên Viên, hậu đức tài vật, hậu thổ tại đạo. Hắn ở nơi nhỏ bé như Tổ Tinh không thể phát triển, nhưng ra ngoại giới có đủ cơ duyên, hắn có thể vượt trội. 500 năm sau hắn sẽ không thua kém ngươi, 1000 năm sau hắn chính là đế của nhân tộc. Hình Thiên mắt sáng rực, nhấc cây diều lên chỉ Hiên Viên nói: "Nếu 1000 năm sau hắn còn chưa thành đế, ta chém chết hắn ta." Hiên Viên mặt tái nhợt nhìn Trung Nhạc như cầu cứu. Trung Nhạc gật đầu cười: "1000 năm sau nếu hắn không thành nhân đế, ngươi cứ chém chết hắn ta." Hiên Viên mặt tái mét, Trung Nhạc cười nói: "Hiên Viên, nỗ lực mà tu hành, trong 1000 năm cái tên ngốc này chắc chắn có thể tu thành đế quân, chiến lực có lẽ rất gần với đế cấp. Nếu người không tu thành đế cảnh thì chắc chắn sẽ bị hắn chém chết đấy." "Phong sư huynh, căn cơ của Hiên Viên không tốt, căn cơ của ta từ khi bắt đầu đã rất chắc chắn rồi, về phương diện này kiến giải không bằng được huynh. Huynh dạy dỗ hắn một đoạn thời gian, còn Hoài Ngọc, căn cơ của nó rất chắc, ta dạy dỗ nó một thời gian vậy." Phong Hiếu Trung gật đầu nhìn sang Hiên Viên. Hiên Viên bất giác dùng mình mấy cái, đôi mắt kia nhìn hắn khiến hắn cảm thấy ánh mắt của trung niên nam tử này không có bất cứ cảm xúc gì. Hắn biết Phong Hiếu Trung thực sự là nhân tộc ở Kiếm Môn tới từ Tổ Tinh. Có lẽ toàn bộ sinh linh Tổ Tinh năm đấy đều trưởng thành dưới bóng đen của Phong Hiếu Trung. Đến nay uy danh của Phong Ma Đầu vẫn được lưu truyền ở Tổ Tinh, không hề bị lãng quên. Được vị lão ma đầu Phong Hiếu Trung này dạy dỗ, hắn đã có thể tưởng tượng được tương lai của mình sẽ như thế nào rồi. So với Phong Hiếu Trung thì hắn thích Trung Nhạc ôn hòa hơn. Trung Nhạc suy nghĩ nói: "Sau này họ còn phải tới Lôi Trạch một chuyến, tới Hoa Tư một chuyến, để tiền bối Lôi Trạch và Hoa Tư dạy dỗ một thời gian. Trong thiên đình cũng không thiếu cơ duyên của họ. Hoài Ngọc còn phải tới Thiên Hỏa Hoang Vực và Bàn Kê Chi Châu." Tân Hỏa ngáp một cái nói: "Trung Sơn Thí ôm đồng quá lại hỏng việc kìa. Không chọn lọc sở trường của mọi người thì sao có thành tựu được đây?" Trung Nhạc mắt sáng lên nói: "Tân Hỏa, người dạy Hiên Viên thì thế nào? Người thích hợp làm lão sư hơn đấy, có thể dạy dỗ hắn ta được." Tân Hỏa lắc đầu, chẳng có hứng thú nói: "Hắn không phải phục hy." Trung Nhạc đành phải từ bỏ ý định này, gọi Phong Hoài Ngọc tới đánh giá một lượt, không khỏi cảm thán: "Phong Hoài Ngọc căn cơ thực sự quá hùng hồn, hơn hẳn Trung Nhạc năm xưa. Phong Hiếu Trung dạy nó tu hành khiến nó có cơ sở rất chắc chắn, thậm chí đã có luân cảnh, đã mở ra bí cảnh thứ 7. Phong Hiếu Trung tinh thông nghiên cứu, lơ là suy diễn tính toán, bí cảnh thứ 7 của Phong Hoài Ngọc có lẽ là do Phong Hiếu Trung giúp đỡ mở ra, chứ không phải tự Phong Hoài Ngọc lĩnh ngộ. Muốn lĩnh ngộ toàn bộ sự ảo diệu của bí cảnh thứ 7 còn rất xa vời, việc này thì cần Trung Nhạc dạy dỗ."
Phong Ngữ Trung cũng đánh giá Hiên Viên, thầm lắc đầu. Căn cơ của Hiên Viên trong mắt hắn là một đống hồ đồ, không đáng để mắt, cần hắn sửa lại, mà việc này thì hắn lại không giỏi. Đại hội chư đế lần này, 8 đứa con của Trắc Long tới rồi chưa rời đi mà ở lại cùng Bệ Ngạn. Hoa Thiến Mân cũng không trở về Hoa Tư Thị, cũng ở lại Tổ Đình, Tinh Vực, quân lấy Âm Phiền Huyên. Hai người họ đánh đi đánh lại đến Trở Long đất lở. Việc này cũng cho thấy thái độ của Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị. Trong trận đế tranh, Hoa Tư Thị và Lôi Trạch Thị không tham dự, tránh xa sự phân tranh, còn Trung Nhạc xây dựng lãnh địa ở vũ trụ cổ. Hai hoàng tộc cổ xưa này liền phái thế lực tới, cho thấy họ ủng hộ Trung Nhạc. Phu quân, Táng Linh Thần Vương lại tới kìa. Trung Nhạc đang muốn hướng dẫn Phong Hoài Ngọc về sự suy đoán, Âm Phiền Huyên tiến lại khẽ nói, hắn muốn gặp chàng. Trung Nhạc khựng người, tâm niệm khẽ động, thi triển thủ đoạn tạo vật, xung quanh sinh ra không gian, đại lục nhô lên biến thành một vùng cấm khu, bên trong sinh ra ma vật để Phong Hoài Ngọc vào đó lịch luyện. Hắn đứng dậy đi gặp Táng Linh Thần Vương, thấy vị thần vương này mi thanh mục tú, hình dung tuấn mỹ vẫn như trước kia. Đạo huynh, ta nên gọi ngươi là Táng Linh Thần Vương hay là Táng Địa Thần Vương đây? Trung Nhạc cười. Táng Linh Thần Vương chắp tay sau lưng nhìn Trung Nhạc tới gần, nhàn nhã nói, Táng Linh cũng được, Táng Địa cũng được. Tiểu Phục Hy, đại hội chư đế tương lai đã kết thúc rồi, chư đế rời đi, ngươi dám một mình gặp ta sao? Giờ sự sống chết của ngươi nằm trong tay ta, lẽ nào ngươi không sợ ta giết ngươi đoạt đi linh căn hay sao? Trung Nhạc lắc lắc đầu nói, đạo huynh thật không dám giấu, với thành tựu hiện nay của ta, trong thiên hạ thực sự không nhiều người có thể giết ta được. Ta trong một tâm niệm là có thể đi tới tương lai, đi tới quá khứ, xuyên qua thời không, đi lại vô tung vô ảnh. Nếu ta muốn đi thì những vị đế cấp bình thường căn bản không thể giữ ta được. Người có thể giữ mạng của ta có, thế nhưng không có đạo huynh trong số đó đâu. Táng Linh Thần Vương động dung đánh giá Trung Nhạc, tán thưởng rồi bỗng đổi giọng, người đoạt mất của ta luân hồi đẳng linh căn, ta không giữ ngươi lại được. Nhưng nếu ngươi đi thì ta có thể giết hết những sinh linh dưới chứng ngươi để mà xả hận. Giờ ta ở ngay trung tâm lãnh địa của ngươi, ta tâm niệm động một cái thôi là có thể biến tinh vực này thành táng thổ, chôn vùi toàn bộ thần ma và sinh linh dưới chứng của ngươi. Như vậy ngươi còn đi được không? Hắn đang rất tự tin đây là xào huyệt của Trung Nhạc. Trung Nhạc chạy cũng không thoát, ở lại cũng không được. Hắn đã thấy luân hồi đằng trở lại bên mình rồi. Trung Nhạc cười ha hả. Táng Linh Thần Vương không hiểu, đợi hắn cười xong mới hỏi, người cười cái gì? Ta cười đạo huynh ngốc nghếch kìa. Trung Nhạc mỉm cười nói, người chỉ biết ta cướp đi linh căn thứ 9 nên tới tìm ta, nhưng lại không biết một chuyện khác kìa. Tiên thiên tả đế, tiên thiên ma đế và tiên thiên thần đế, họ cũng biết linh căn nằm trong tay ta. Họ cách đây còn gần hơn ngươi, tại sao họ không tới đoạt đây? Táng Linh Thần Vương cũng khó hiểu, tại sao? Vì họ không dám. Trung Nhạc vẻ mặt bình tĩnh, đạo huynh đã tới rồi, hơn nữa không hạ sát thủ, nể tình ta, vậy thì ta cũng cho ngươi biết một việc, cho huynh thấy diện mạo thật sự của vùng tinh vực này của ta. Hắn vừa dứt lời thì một chữ tấm bia đá, chữ huyết khổng lồ hiện lên, rồi không gian chấn động dữ dội, tầng tầng tan ra, một tảng địa lục rộng lớn hiện lên phía dưới vùng tinh vực này, càng ngày càng rõ ràng. Tổ đình tinh vực biến thành một ngôi sao bên trong đại lục. Hàng nghìn vạn thần ma trên tổ đỉnh tinh vực chấn động, rồi vô số luồng đế uy bắn lên. Trên không trung là vô số đại đạo, đế cấp biến thành các loại sát trận, cấm chế phức tạp mà đáng sợ bao trùm cả tinh vực. Cùng lúc đấy, Táng Linh Thần Vương liền cảm nhận được khí tức khủng bố như của đạo thần xung thiên, nối liền những sát trận phong cấm kia, tạo thành một sát trận hoàn chỉnh. Mảnh đại lục tổ đỉnh này được bao phủ trong tòa đệ nhất sát trận từ cổ chí kim, vững chắc không gì phá hủy nổi. Đại lục tổ đình cũng là một tòa thánh địa hùng vĩ, không phải tiên thiên thánh địa nhưng cực giống tiên thiên thánh địa. Táng Linh Thần Vương chấn kinh nhìn vị trí của mình đang ở trung tâm sát trận. Nếu Trung Nhạc tâm niệm động thì có thể hắn sẽ tan thành cho bụi. Đây chính là lý do tả đế, ma đế và thần đế không dám tới giết ta, cũng là cái để ta dám ở lại vũ trụ cổ này. Trung Nhạc thở dài nói nhỏ, ta vốn muốn dẫn dụ tả đế tới để cho bọn họ tự chui đầu vào lưới, cho ta làm ngư ông đắc lợi, trừ bỏ được một hai vị thái cổ thần vương. Thế nhưng không ngờ họ lại giàu hoạt như vậy, không một ai tới cả, chỉ có đạo huynh tới thôi. Táng Linh Thần Vương nổi da gà, Trung Nhạc tươi cười, chắp tay sau lưng.
Táng linh đạo huynh, sinh tử tồn vong của huynh chỉ trong một suy nghĩ của ta, người muốn sống hay chết đây? Ta muốn... Táng linh thần vương đột nhiên tấn công hắn. Lúc này, chân của Trung Nhạc không hề động, nhưng khoảng cách với hắn càng ngày càng gần, chỉ nháy mắt đã sắp giạt. Táng linh, ngươi đây là muốn chết hay sao? Tiếng của Trung Nhạc truyền tới, giống như vang lên bên tai hắn vậy. Bên ngoài tinh vực tổ đình, thân hình tiên thiên ma đế dần dần ảm đạm, sau đó liền biến mất. Tiểu quỷ phục khi thị này quả nhiên đã bày ra bẫy dập, chờ ta tự chu đầu vào lưới rồi. May mà có tên ngu ngốc Táng linh kia dò đường cho. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được hai cỗ khí tức khác, trong lòng không khỏi cười lạnh. Hai tên khốn kiếp tà đế, thần đế cũng đang ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi tên ngu ngốc Táng linh kia đi dò đường. Hai tên gia hỏa cáo giả này. Ba tôn thần vương thái cổ bọn họ, thần linh đều đang chờ đợi ở phụ cận tinh vực tổ đình, chuẩn bị cướp đoạt linh căn thứ 9, luân hồi đằng. Chỉ là so với Táng linh thần vương, sự kiên trì của họ tốt hơn rất nhiều. Táng linh thần vương thân rơi vào trong tổ đình, trong lòng kinh hãi, vội vàng bay thẳng lên không trung, nỗ lực bay ra tổ đình. Cũng trong nháy mắt, hắn bay lên không trung, một cỗ uy năng bàng bạc đột nhiên đánh tới, đó là phong cấm của tổ đình đã bị hắn dẫn động. Hơn 10 loại đại đạo đế cấp tổ hợp biến thành một chiếc chìa khóa lớn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Táng linh thần vương nhất thời cảm giác không ổn, không gian mênh mông đã bị chiếc chìa khóa lớn này khóa chết. Hết thảy thần thông không gian đều bị khóa lại, không thể xuyên toa không gian. Không chỉ như vậy, hắn nghe được bí cảnh to to nhỏ nhỏ trong cơ thể chính mình vang lên thanh âm răng rắc, phảng phất như trong cơ thể hắn, trong lúc bất chợt, đã có thêm vô số chiếc khóa lớn, đã khóa lại hết thảy toàn bộ bí cảnh trong cơ thể của mình. Ta chính là thần vương, tiên tiên thần vương sinh ra trong luân hồi táng khu, tồn tại bất lão bất tử, bất diệt. Ta dung hợp ký ức của táng linh táng địa, luân hồi bất diệt. Ta bất tử, bất lão, muốn khóa lại một thân đạo pháp thần thông của ta sao? Chính là nằm mơ. Táng linh thần vương không ngừng quát lớn, dốc hết khả năng thôi động đại đạo của bản thân. Lại nghe một thanh âm răng rắc khóa lại trong cơ thể kia càng lúc càng dày đặc. Thần thông của chính mình, đại đạo của chính mình có khả năng sử dụng càng lúc càng nhỏ, trên trán không khỏi tuôn chảy mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Phong cấm trong tổ đình thật sự quá mức quỷ dị. Nếu huyết thải tu vi và đại đạo của hắn đều bị khóa lại, chẳng phải là sẽ bị đánh trở về trạng thái lúc mới sinh ra sao? Thần vương viễn cổ đẳng cấp như hắn, mặc dù mới sinh ra đã cực kỳ thần thánh, nhưng lúc mới sinh ra tu vi thực lực cũng không cao tới đâu cả. Bị khóa lại tu vi và đại đạo, liền chỉ còn một con đường chết. Ta sẽ không chết ở nơi này. Ta đã dung hợp ký ức của táng linh táng địa, tương đương với hai tôn thần vương hợp thế. Chỉ một cái tổ đình nho nhỏ không làm gì được ta đâu. Hắn ra sức xông thẳng ra ngoài. Đột nhiên hắn chợt nghe được tiếng gió. Đó là gió do hơn 10 loại đạo đế cấp tổ hợp lại hình thành, đang lúc thổi về phía hắn. Thanh âm khóa lại trong cơ thể hắn đã càng lúc càng ít. Vô số bí cảnh trong cơ thể trên cơ bản cũng đều đã bị phong tỏa. Thời điểm ngọn gió này thổi tới lại là thông qua thất khiếu của hắn quán nhập mà vào, khiến cho hắn cảm giác được vô số bí cảnh tiên thiên của chính mình ở trong ngọn gió này tan rã, đại đạo cũng bị ngọn gió này thổi cho tan rã. Trong thân thể hắn có vô số máu tươi đang chảy ra, bên ngoài thân thể táng linh thần vương có máu tươi lẫn theo mồ hôi chảy xuống. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm giác được hơn 10 cỗ lực lượng bàng bạc phong tỏa toàn thân hắn. Hơn nữa, sát trận càng đáng sợ hơn đang lúc bắt đầu khởi động. Thân thể táng linh thần vương đứng yên tại chỗ, ngay cả cử động một cái cũng không dám, lo lắng dẫn tới càng nhiều công kích hơn. Bất động thì có thể, chỉ cần động một cái là sẽ lần dẫn tới càng nhiều công kích hơn. Hiển nhiên Trung Nhạc vẫn chưa thôi động sát động của tổ đình, mà chỉ khiến cho sát trận bị động đối phó với địch. Chỉ cần hắn cử động một cái sẽ lần dẫn tới càng nhiều biến hóa hơn. Đây là một đường sinh cơ mà Trung Nhạc đã cố tình để lại cho hắn. Đáng sợ nhất ngược lại cũng không phải là tòa đệ nhất sát trận từ cổ chí kim này. Đáng sợ nhất là một sự tình mà hắn đã nghĩ ra, đó chính là luân hồi táng khu, tiên thiên thánh địa sinh ra hắn lúc này đã vỡ nát. Chính là đã bị Phục Môn Đạo Tôn đánh nát. Lần trước hắn nỗ lực chữa trị thánh địa táng khu, nhưng lại một lần bị phá hủy dưới thần thông của Phục Môn Đạo Tôn. Nói cách khác, nếu hắn hiện tại chết trong tổ đình, vậy thì thật là sẽ chết. Thiên thừa tướng, ta phục rồi. Linh căn thứ 9 là của ngươi rồi. Mau, mau mở sát trận để cho ta đi ra ngoài. Thanh âm táng linh thần vương khàn khàn, lớn tiếng nói. Trung Nhạc lắc đầu, mỉm cười lên tiếng. Thật ngu ngốc, ta không giết ngươi,
Há chỉ là vì để cho ngươi từ bỏ linh căn thứ 9, đơn giản như vậy thôi sao? Đợi ngươi minh bạch ta muốn làm cái gì, lại mới giải cứu ngươi ra. Hắn tiếp tục kiểm tra phong hoành ngọc ở trong cấm khu do chính mình bày ra, làm cách nào sử dụng tài trí thông minh để mà phá quan. Phong hoành ngọc bị Phong Hữu Trung quán thâu quá nhiều tri thức mà bản thân hắn không thể lĩnh ngộ được. Những thứ này cần bản thân hắn tự mình đi cảm ngộ, bằng không sẽ khó có thể thành tài. Mà những cấm khu hắn bày ra cho Phong Hoài Ngọc chính là cần phải sử dụng những kiến thức này mới có thể phá quan, dẫn dắt Phong Hoài Ngọc đạt được càng nhiều cảm ngộ. Táng Linh Thần Vương đứng sừng sững người tại chỗ, huyết dịch trên người vẫn đang róc rách chảy xuống, dốc hết khả năng đối kháng với cơn gió kia. Đệ nhất sát trận từ cổ chí kim chỉ mới diễn sinh ra một hai loại biến hóa, đã khiến cho hắn rơi vào tử cục, không thể thoát thân. Mà nếu uy năng của tòa đệ nhất sát trận này hoàn toàn thôi động, sẽ có ức vạn loại biến hóa. Trung Nhạc đối với Táng Linh Thần Vương chẳng chút quan tâm nào, chỉ vừa dạy Phong Hoài Ngọc vừa lấy ra một cái hộp vuông mà Mục Tiên Thiên khiến cho hắn giao cho Tiên Thiên Tả Đế chậm rãi nghiên cứu. Phong ấn bên trong cái hộp vuông chính là một quả nhãn cầu của Hắc Đế, mà bên ngoài hộp vuông chính là phong ấn của Tiên Thiên Tả Đế. Tiên Thiên Tả Đế và Mục Tiên Thiên đã đặt thành hiệp nghị ám toán Hắc Đế, phong ấn quả nhãn cầu này của hắn. Trung Nhạc khẽ chơi đùa cái hộp vuông, nỗ lực mở phong ấn ra, lấy quả nhẫn cầu của Hắc Đế từ trong hộp ra. Bất quá, phong ấn của Tiên Thiên Tà Đế thật sự là cường đại, với bản lĩnh của hắn còn không cách nào phá giải phong ấn của Tiên Thiên Tà Đế. Hóa ra là một tên phục khí. Quả nhẫn cầu đen như mực kia lăn tròn tới lui trong cái hộp vuông, ánh mắt rơi xuống trên người Trung Nhạc, tinh tế quan sát hắn. Đột nhiên trong quả nhẫn cầu phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, cười hăng hắc nói: "Đáng thương, đáng thương. Đồ nhi kia của ta xem trọng ngươi như vậy, lại không ngờ đã nuôi dưỡng một tên phục khí bên cạnh chính mình. Thật là nuôi hổ thành họa mà. Nàng phụng mệnh chấn áp toàn bộ phục khí trên thế gian, quản khống nhân tộc. Kết quả là phục khí lại ẩn núp ngay bên cạnh nàng, mà nàng vậy mà không hề phát giác ra." Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Hiện tại Mục Tiên Thiên đã biết rõ ta chính là phục khí. Bất quá nàng còn cần uy vọng của ta để trở khống thiên hạ, cho nên nàng sẽ không thể động thủ chủ động trở mặt với ta. Mãi tới khi nàng cảm thấy nàng có thể triệt để nắm giữ được tinh vực tử vi mới là thời điểm nàng trở mặt với ta kìa." Thanh âm trong khỏa nhãn cầu kia tiếp tục nói: "Người có thể còn sống cho tới bây giờ nhất định là chuyện tốt do đám ngu ngốc Tà Đế, Ma Đế và Nguyên Nha kia làm ra. Những năm qua ta bế quan không ra, thật không ngờ bọn họ đã nuôi lớn một tên phục khí. Quả nhiên là to gan lớn mật, tùy tiện làm bậy mà." Trong thanh âm của hắn ẩn chứa một chút tức giận. Hắn mới là chúa tể của vũ trụ, không ngờ đám người Tiên Thiên Tà Đế, Nguyên Nha Thần Vương lại trong thời gian hắn bế quan làm ra những động tác nhỏ này, nghĩ muốn bồi dưỡng ra một tên phục khí sau đó mới thu gặt. Hắn nhìn thấy Trung Nhạc liền biết rõ tính toán của đám thần vương thái cổ, bọn Tiên Thiên Tà Đế, Nguyên Nha Thần Vương. Đám thần vương thái cổ, bọn Tiên Thiên Tà Đế, Nguyên Nha Thần Vương hiển nhiên đã sớm biết sự tồn tại của Trung Nhạc, chẳng những không thống hạ sát thủ, trái lại còn mong sao Trung Nhạc trưởng thành để cho bọn họ có thể thu gặt được. Đám ngu ngốc này, ngoại trừ thu gặt ngươi ra, còn dự định để cho ngươi dẫn xuất thậu thú của Phục Vân Đạo Tôn và những dương nghiệt trong lòng tâm hướng về phục khí thần tộc ra, sau đó diệt trừ tất cả hậu thú của Phục Vân Đạo Tôn, diệt trừ tất cả dương nghiệt, cuối cùng mới thu gặt ngươi. Thanh âm của Hắc Đế từ trong quả nhãn cầu trong cái hộp vuông vang ra, không nhanh không chậm nói: "Bọn họ lại không ngờ tên phục khí này đã phục sinh đại tư mệnh rồi. Ngu xuẩn, toàn bộ đều là ngu xuẩn." Ánh mắt của Trung Nhạc lóe lên, mỉm cười nói: "Chẳng lẽ Hắc Đế bệ hạ không biết cũng không phải là ta muốn phục sinh đại tư mệnh, thật ra là chính các ngươi muốn phục sinh đại tư mệnh hay sao? Thiên, ngươi và Nguyên Nha Thần Vương đều muốn đạt được sinh mệnh cổ thú. Chỉ khi nào đại tư mệnh phục sinh, sinh mệnh cổ thú mới sẽ phục sinh. Thật ra đại tư mệnh có thể phục sinh được cũng là do các ngươi tính toán, là do các ngươi dung túng mà thôi. Nếu các ngươi không phải đều là lòng mang ý xấu cả, đại tư mệnh há có thể như nguyện mà phục sinh được." Thanh âm trong khỏa nhãn cầu trầm mặc một lúc sau mới cười ha hả nói: "Nếu toàn bộ hậu thú của Phục Vân Đạo Tôn đều triệt để bị dẫn dụ ra rồi, vậy ngươi cũng không cần thiết phải sống tiếp nữa rồi. Ngươi có biết không, nếu Tà Đế mở phong ấn của cái hộp vuông này ra, ngươi sẽ liền chết không có chỗ chôn." Trung Nhạc cười ha hả,
lắc lắc đầu, một cỗ pháp lực tuôn ra, tế khởi cái hộp vuông kia. Đệ nhất sát trận của tổ đình nhất thể vận chuyển, một cỗ lực lượng bằng bạc đánh tới, trực tiếp đánh cho phong ấn của tiên thiên tà đế vỡ nát. Cái hộp vuông nhất thể vỡ nát, nhãn cầu của hắc đế cũng theo đó mà thoát khốn. Đính! Trung Nhạc bỗng quát lớn một tiếng, quả nhãn cầu của hắc đế kia nhất thời bị định trụ giữa không trung, không thể động đậy. Hắc đế, ngươi sai rồi. Ở trong tổ đình này, ta muốn đùa bỡn ngươi như thế nào sẽ có thể đùa bỡn ngươi như thế vậy, mà ngươi lại không thể làm gì được ta. Phong sư huynh, mau tới đây, chỗ của ta có món đồ chơi tốt đây, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu kìa. Qua không bao lâu, Phong Hữu Trung Hàng Lâm vừa nhìn thấy quả nhãn cầu của hắc đế này, hai mắt nhất thời sáng lên. Thứ tốt mà. Phong Ngữ Trung không ngừng tán thán, xoay chuyển mấy vòng quanh quả nhẫn cầu màu đen này rồi lập tức nói: "Người chờ một lát, Linh Ngọc Cung của ta rất nhanh sẽ tới nơi này." Hắn đang lúc triệu hồi Linh Ngọc Cung, tòa cung điện này bị gọi là Đại Hắc Cung kia đang nhanh chóng bay tới, Trung Nhạc mỉm cười nói: "Cũng không cần tiến vào trong Linh Ngọc Cung nghiên cứu đâu, chúng ta ở nơi này cũng có thể chậm rãi nghiên cứu." Phong Ngữ Trung lắc đầu: "Sẽ hù dọa người khác." Sao? Sao hù dọa người khác ư? Quả nhãn cầu của hắc đế kia có một loại cảm giác không rét mà run. Một lúc sau, Linh Ngọc Cung từ xa bay tới, hai người vận chuyển nhãn cầu của hắc đế vào trong Linh Ngọc Cung. Công việc nhất thời bận rộn lên. Lại qua không lâu, Phong Hữu Trung triệu Hình Thiên tới làm trợ thủ. Trung Nhạc lại gọi Hiên Viên và Phong Hoài Ngọc tới hỗ trợ giúp đỡ. Vừa phân tích nhãn cầu của hắc đế, vừa giảng giải cho hai người ảo diệu ở bên trong. Sẽ không làm hư tiểu hài tử chứ? Phong Hữu Trung nghiêng đầu hỏi Trung Nhạc. Mẹ nó đã không còn, chúng ta dạy hài tử như vậy có chút không đúng đâu. Sẽ không, ta dám cam đoan mà. Quả nhãn cầu của hắc đế này cơ hồ đã bị bọn họ lật ngược một lần, đào ra các loại đạo rượu trong đấy, lại cũng đào luôn kiện mộ cổ chân sâu bên trong quả nhãn cầu này ra, tinh tế nghiên cứu. Cặp mày hai người đều nhíu chặt. Làm sao phá giải đây? Trung Nhạc hỏi. Phong Hữu Trung cũng gặp phải nan đề, lắc lắc đầu, không nói lời nào. Đối mặt với kiện mộ cổ này, hắn cũng không có biện pháp nào cả. Nháy mắt đã là hơn 10 năm trôi qua. Phong Hoài Ngọc đã là một luyện khí sĩ pháp chân cảnh, tu vi càng lúc càng hùng hậu. Luyện khí sĩ trong cùng cảnh giới đã không còn địch thủ. Mà Công Tôn Hiên Viên bởi vì phải tầm bổ căn cơ, tu vi cảnh giới trong hơn 10 năm này không có nửa phần để thăng. Hình Thiên không ngừng nhìn hắn cười lạnh, thỉnh thoảng lại giơ lên lưỡi búa lớn, cứ tới cứ lui trên cổ chính mình. Trong hơn 10 năm này, tổ đình cũng càng lúc càng lớn mạnh. Nhân tộc trong chư thiên và nhân tộc của Tinh Hồng Bảo đều đi ra ngoài, sinh con đẻ cái trong tinh vực tổ đình. Trung Nhạc để cho đám Phục Khi, bọn Xích Tùng, Binh Nhung dẫn dắt nhân tộc, lại để cho các thần nhân nhân tộc chỉ dạy nhân tộc phương pháp tu luyện. Phương Kiếm Các lại xây dựng kiếm môn mới ở trong nhân tộc. Trung Nhạc cũng đích thân truyền pháp, để cho nhân tộc sản sinh ra rất nhiều cao thủ, trở nên càng thịnh vượng hơn. Lại có đám cường giả bọn Bệ Ngạn, Bí Hí, Phù Lê, Phù Viêm Sơn luyện ra các chư thiên Hoa Tư Thị ở chân lục đạo luân hồi có chỗ độc đáo. Hoa Thiến Mân dẫn tới mấy tôn nữ đế quân Hoa Tư Thị hỗ trợ tạo lập luân hồi. Lại có vô số thần ma vận chuyển tinh tú của vũ trụ cổ lão, xây dựng từng tòa thần cung, thần điện, khiến cho tổ đình cũng là một ngày thịnh vượng hơn một ngày. Phù Quân, gã tăng linh thần vương kia vẫn còn đứng ở nơi đấy. Một ngày này, Âm Phần Huyên đột nhiên tới tìm Trung Nhạc nói: "Cách đây không lâu, hắn nói là muốn gặp ngươi. Ta thấy ngươi đang bận rộn nghiên cứu nhãn cầu của hắc đế, liền không quấy rầy." Trung Nhạc đi tới chỗ của tăng linh thần vương, mỉm cười nói: "Đạo huynh, ngươi đã suy nghĩ minh bạch rồi chứ?" Toàn thân tăng linh thần vương không ngừng chảy máu, trong cơ thể vang lên tiếng gió ù ù, phảng phất như có vô số luồng gió to đang thổi tới thổi lui trong cơ thể hắn. Cho dù là Trung Nhạc cũng không khỏi kinh ngạc tán thán. Táng linh thần vương đã bị thổi mấy chục năm vẫn còn chưa bị thổi chết, quả thật là bất phàm. Táng linh thần vương chỉ còn leo lát một hơi thở, thanh âm thều thào nói: Ta đã minh bạch rồi, ta nguyện ý quy hàng." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 305 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.
Đây cũng là tập cuối cùng của ngày hôm nay nha các bạn. Nay vẫn là chủ nhật mà.